32. Không phải phim cũng đấy đi rồi sao? Sao lại ra một tấm ảnh nữa chứ? Thuộc hạ không biết. Tôi cũng không biết. Quả thực chúng tôi đã đem hết tất cả ảnh, đã lục soát hết rồi. Khốn kiếp, còn dám cãi. Trên báo đăng cái gì? Lần này thì hay rồi, mặt ta bị lộ rồi. Công việc sau này phải làm thế nào? Che mặt chắc chắn không dễ bị nhận ra đâu. Đúng đó, hơn nữa trên báo còn lờ mờ. Mày biết mày đang nói cái gì không? Chúng ta không thể để quân địch có một chút manh mối nào. Người dân bình thường thì không thể nhìn ra cái gì. Đối thủ nhìn cái là biết. Mục đích của chúng ta là gì? Thứ chúng ta đối phó không phải là người dân bình thường. Báo hôm nay xem chưa? Rốt cuộc là làm sao? Hỏi cậu đó. Không phải cậu nói có thể khống chế La Hạo Đông sao? Chuyện này e không phải là La Hạo Đông làm. Xe là xe của Đại La. Người chụp ảnh chắc chắn ngồi trong xe. Bây giờ ảnh cũng đăng lên báo rồi. Cậu còn dám nói không phải La Hạo Đông làm? La Hạo Đông chỉ hứng thú với tiền. Hắn không tham gia loại chuyện này đâu. Cậu mau chóng đi xử lý chuyện này ngay cho tôi. Tôi sẽ mau chóng xử lý chuyện này ngay. Nhưng có lẽ La Hạo Đông sẽ càng muốn biết tại sao đồ hắn bán cho chúng ta lại xuất hiện ở bến tàu Dư Bắc. Tôi giải thích như thế nào đây? La Hạo Đông không phải ngốc. Lỡ như xảy ra sơ suất gì, bí mật của hoàng quân sẽ bị lộ. Sự việc này do cậu gây ra, cậu phụ trách. Cho dù cậu dùng cách gì, tôi cũng muốn chuyện này mau chóng kết thúc. Nếu không, không chỉ một hai người chết đâu. Cậu hiểu chưa? Ngọn gió nào thổi cậu tới đây? Không việc gì mà tới Tam Bảo Điện. Sao thế? Hoa tổng tìm tôi có việc sao? Hôm nay báo xem chưa? Tôi bận từ sáng tới giờ, không có thời gian xem. Vậy cậu chắc chắn không biết Phương Tuấn Kiệt đã viết một bài báo làm kích động lòng người. Ý anh là người phụ nữ be mặt này sao? Là hung thủ vụ án ở quán cơm sao? Không thể biết được. Phương Tuấn Kiệt vừa về tòa soạn đã lập công, đã đăng cả tấm ảnh này lên báo. Ý nói là hung thủ của quán cơm. Dám đăng lên báo chắc chắn không phải là vô tình, phải có căn cứ. Tên tiểu tử đó có mục đích khác. Cậu biết tấm hình này là ai không? Là ai? Là con gái của ông chủ tôi. Con gái của ông chủ cậu? Con gái của ông chủ cậu sao phải che mặt? Con gái của ông chủ bị dị ứng phấn hoa nên che mặt lại. Cũng không biết vì sao bị người khác chụp trộm. Nhưng trong quá trình vận chuyển hàng hoặc là cái gì, cậu xem. Trên thùng này là tên của Đại La Sợi Bông. Phương Tuấn Kiệt có ý gì chứ? Hắn còn có ý gì chứ? Hắn muốn nhắm vào Đại La để báo thù Hạo Nhiên đã cướp vợ. Vì hôm nay cậu tới đây là muốn tôi thuyết phục Chí Vĩ đừng để Phương Tuấn Kiệt lợi dụng sao? Tôi Chí Vĩ và Phương Tuấn Kiệt, bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Nếu không sao có thể đưa ảnh cho Phương Tuấn Kiệt? Cậu có đi cũng vô ích thôi. Chí Vĩ hắn chụp biết bao nhiêu tấm ảnh, sao Phương Tuấn Kiệt lại chọn bức ảnh này chứ? Trên báo không phải nói rồi sao? Lũ cướp đã trộm cuốn băng đi rồi. Tấm hình của con gái ông chủ tôi vừa hay ở bên trong đó. Vừa hay Phương Tuấn Kiệt có cơ hội. Đây không phải vu oan giá họa sao? Chí Vĩ hắn là người đa nghi, nhưng tại sao hắn lại liên hợp với Phương Tuấn Kiệt hãm hại Đại La chứ? Cậu không nghĩ ra sao? Tôi Chí Vĩ bất mãn với La Hạo Đông, lợi dụng quyền thế cưới mẹ hắn. Hắn chờ xem trò cười của La Hạo Đông cũng vô cùng hợp lý. Hơn nữa tôi tin lần này là nhắm vào La Hạo Đông. Chuyện đó không chỉ có Phương Tuấn Kiệt và Tô Chí Vĩ. Dựa vào cái gì mà nói thế? Hôm qua tôi ở quán cà phê, nhìn thấy Phương Tuấn Kiệt và Vũ Hàm.
Tô Vũ Hàm đó luôn ghét La Hạo Đông, ai ai cũng biết. La Hạo Nhiên đó lại chưa từng chiếm đất gì của La Hạo Đông. Cho dù là sợi bông Đại La có phát đạt, cũng không liên quan gì tới hai vợ chồng họ. Nói tới đây, tiếp theo phải xem cậu làm như thế nào. Nói như thế, cả cái chuyện này là do ba người bọn họ hợp tác với nhau thiết kế ra âm mưu này. Nói thật, ai tính kế La Hạo Đông tôi không quan tâm, nhưng nếu như tôi làm ăn với La Hạo Đông, nếu chọc vào phiền phức không đáng có, thế thì không cần thiết. Ý gì? Ông chủ của tôi bây giờ rất tức giận. Để không phải cắt đứt nguồn hàng, ông ấy bảo tôi mau tìm người thay thế La Hạo Đông. Phương Tuấn Kiệt vừa ra tay đã dễ dàng hủy hoại mối làm ăn của Đại La, thêm một bước chứng thực Đại La tham ô. Thật sự một mũi tên trúng hai đích. Đừng tưởng một nét bút của hắn có thể ép tôi vào chỗ chết. La Hạo Đông tôi không dễ đánh gục như thế đâu. Nhất định đừng khinh thường kẻ cầm bút, tự tạo dư luận, giết người không thấy máu. Bằng không sao có thể nói là văn quá lưu manh, tiểu tử thối. Là mày ép tao ra tay. Bố nuôi, bố muốn làm sao? Bác gái, Yến Nhi, hãy yên nghỉ đi. Chắc chắn con tìm ra hung thủ để an ủi vong linh của hai người. Con sợ sức khỏe bác trai không trụ được, cho nên không để ông ấy tới. Hai người cứ yên tâm, nhất định con sẽ chăm sóc tốt cho bác trai. Yến Nhi, chị đã tới tiệm hoa mua hoa cúc mà em thích nhất, em vui không? Bác gái, bác đi bình an. Vũ Hàm, đi. Chí Vĩ, Chí Vĩ, các người buông tôi ra. Tôi cảm thấy đoạn này cần phải sửa, nhất định phải chú ý cách dùng từ, không được quá sắc nhọn. Còn đoạn phía sau, cậu xem chỗ này. Xin chào, tôi tìm Phương Tuấn Kiệt. Đợi chút. Tuấn Kiệt, điện thoại. Dân cảm ơn. Phương Tuấn Kiệt, ai thấy? Muốn biết người phụ nữ trong ảnh là ai không? Cậu là... Tôi là người có tin tức. Muốn nghe hay không thì tùy anh. Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu? Anh tới xưởng bỏ quan ở ngoài thành. Tôi ở đó chờ anh. Chúng ta không gặp không về. Còn nữa, đừng báo cảnh sát. Dám chơi tao, nhất định tao khiến mày hối hận. Tuấn Kiệt, chuyện gì mà thất thần thế? Trình Dục, tôi muốn nhờ cậu giúp cho một việc.
Cứu mạng! Cứu mạng! Vũ Hàm! Bỏ tôi ra! Vũ Hàm! Bỏ tôi ra! Cứu mạng! Tuấn Kiệt! Vũ Hàm! Đừng sợ! Cứu mạng! Các người ra mau! Ra mau cho tao! Sao các người lại bắt nạt phụ nữ yếu đuối chứ? Các người ra đây mau! Tuấn Kiệt! Cứu em! Cứu em! Em đừng sợ! Đừng sợ! Tao tới rồi! Đúng hẹn tới đây! Có bản lĩnh thì ra đây! Tuấn Kiệt! Muốn cứu người yêu của mình rất đơn giản. Ngày mai ở trên báo đăng tin xin lỗi, nói là ảnh đăng sai. Không thể nào! Vậy chỉ đành không khách sáo thôi. Đừng! Đừng! Dừng! Đừng! Dừng! Dừng! Tuấn Kiệt! Dừng tay! Tôi đồng ý! Đừng! Thả người rồi nói! Dừng! Sắp chết rồi còn mặc cả! Tuấn Kiệt! Tuấn Kiệt! Tuấn Kiệt! Tôi đồng ý! Tôi đồng ý! Tôi đồng ý được chưa? Ngày mai thấy báo thì sẽ thả người. Nói lời giữ lời. Cậu có thể đi rồi. Yên tâm đi. Tao lấy tiền làm việc. Quy tắc giang hồ. Mày tin hay không thì tùy. Tao đồng ý với mày. Nhưng mày phải hứa với tao, đừng làm cô ấy bị thương. Yên tâm đi. Vũ Hàm, đừng sợ. Ngày mai sẽ tới cứu em. Đừng sợ. Đừng sợ. Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt, Vũ Hàm gặp nguy hiểm. Mau đi cứu người. Trịnh tiên sinh nói có kẻ hàm nghi vụ án quán cơm. Vũ Hàm lại, tôi không có thời gian để giải thích. Mạng người quan trọng. Cứu người mau lên. Mau, mau lên. Bên này. Người đâu? Người đâu rồi? Rõ ràng giờ ở đây. Sao không thấy nữa rồi? Trong cục đã không đủ người. Cậu còn đùa tôi kiểu này. Sau này có chuyện gì, đừng trách tôi không quan tâm. Thu đội. Cảnh sát tiên sinh. Sao thế? Đối phương gì không muốn tôi điều tra thân phận người phụ nữ kia, nên đã bắt cóc Vũ Hàm uy hiếp tôi. Nói tôi ngày mai phải đăng báo xin lỗi nếu không sẽ đối phó với Vũ Hàm. Vậy người đâu? Không thấy nữa. Mới chỉ có mấy phút, sao không thấy nữa rồi chứ? Cậu cũng không tin tôi sao? Tôi tin. Cái này vẫn còn nóng. Đây là nơi đồng quan. Cô có kêu cứu rách họng cũng vô dụng. Đừng phí sức nữa. Mình không thể ngồi đây chờ chết. Mình phải tìm cách trốn đi. Tuấn Kiệt, chủ biên, có chuyện gì thế? Tấm ảnh kia là tôi làm sai. Hung thủ của quán cơm không liên quan tới người phụ nữ đó. Cậu đùa gì thế? Bạn tôi bị bắt cóc. Hắn lấy cô ấy uy hiếp tôi. Nếu không đăng báo xin lỗi. Nếu đã như thế thì lúc đầu hà tất. Tôi thừa nhận cách tôi làm không chu toàn. Nhưng bây giờ cứu người quan trọng. Anh đồng ý đi được không? Đăng rồi lại thu hồi. Làm sao để người đọc tin? Cái này
độc giả nảy sinh chất vấn với chúng ta, danh tiếng của tòa soạn sẽ bị ảnh hưởng, danh tiếng bị ảnh hưởng, lượng tiêu thụ sẽ giảm, hậu quả liên tiếp đó. Tôi biết, nhưng bây giờ mạng người quan trọng. Nếu như ngày mai bọn họ không thấy lời xin lỗi ở trên báo, thì Vũ Hàm sẽ mất mạng. Chủ biên, một mạng người đang ở chỗ anh, tôi xin anh đó, cứu giúp tôi đi được không? Vũ Hàm, anh về rồi. Tô Công Quảng. Má Tiết, tôi tìm Vũ Hàm. Xin chào nhị cô gia. Cậu tìm nhị tiểu thư sao? Cô ấy vẫn chưa về. Được, cảm ơn. Tạm biệt nhị cô gia. Vũ Hàm. Anh cả, có việc gì? Xin chào, cho tìm Phương Tuấn Kiệt. Anh ấy tan làm lâu rồi. Xin hỏi nãy đi bao lâu rồi? Buổi chiều đã không thấy rồi. Hậu nhiên không tìm được Vũ Hàm. Tuấn Kiệt cũng không ở tòa soạn. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Hai người đồng thời không thấy đâu. Ngủ chết rồi sao? La Hậu Nhiên, ngu ngốc, vợ mình cũng không biết quản. Vừa nãy điện thoại tìm nhị tiểu thư, sao bà không để tôi nghe? Tôi không biết cô muốn nghe. Không biết. Bà thì biết cái gì? Được, vậy tôi cho bà biết. Sau điện thoại liên quan tới cô gia và nhị tiểu thư, tôi đều phải nghe. Dân, đứng lại. Lẩm bẩm gì đó? Không có ạ. Bà đừng tưởng tôi không biết. Trong lòng không phục đúng không? Rốt cuộc tôi Vũ Hàm cho bà lợi ích gì? Bà lại hướng về cô ta như thế chứ? Quan ngưỡng quá đại tiểu thư. Tôi là người ở của Tô gia, người trong Tô gia đều là chủ tử của tôi. Người lương thiện giống như nhị tiểu thư, tôi còn không dám đắc tội. Huống hồ là cô. Bà có ý gì? Nhị tiểu thư lương thiện, vậy tôi là kẻ độc ác sao? Tôi không có ý đó. Bà chính là có ý đó. Bà bắt nạt tôi, coi thường tôi đúng không? Được, hôm nay tôi không dạy dỗ bà. Bà không biết tôi là ai. Đại tiểu thư, cô muốn tôi làm gì? Đi, về quê đi. Không làm nữa. Được rồi, đừng cãi nữa. Đã muộn vậy rồi còn cãi nhau cái gì? Vũ Đồng, Tuấn Kiệt ở tòa soạn có việc, tăng ca về muộn. Có gì đâu mà cãi. Vậy Vũ Hàm, đã muộn vậy rồi, sao nó còn chưa về? Vũ Hàm cũng chưa về sao? Nhị cô gia gọi điện tới tìm nhị tiểu thư. Cô ấy... Vũ Hàm không lẽ xảy ra chuyện rồi? Ở cùng với Tuấn Kiệt thì có thể xảy ra chuyện gì? Hai bọn nó chưa về nhà, không thể hiện rằng chúng nó ở cùng nhau. Còn cô Vũ Hàm và Tuấn Kiệt là loại người gì? Người tình cũ. Bọn họ rõ ràng tình cũ không rủ cũng tới. Con câm mồm. Lời này sao cháu có thể nói ra được? Sao lại dễ dàng nói ra như thế chứ? Cháu tự nghĩ mà xem. Mấy năm nay Tuấn Kiệt đối với cháu, với cái nhà này, hy sinh biết bao nhiêu. Cháu còn muốn như thế nào nữa? Cháu còn làm loạn, Tuấn Kiệt sẽ rời khỏi cái nhà này. Rời khỏi thì rời, có gì mà sợ? Dù sao trái tim của anh ấy cũng không mở ở chỗ cháu, trừ khi Vũ Hàm biến mất khỏi thế giới này. Cháu.
Sao cháu không được di truyền chút hậu đạo nào của bố cháu vậy chứ? Chỉ toàn nhận gen của mẹ cháu thế hả? Tổ mẫu người đi đâu rồi? Cháu xem, cháu làm cho Khang Khang tỉnh rồi. Tại sao nó ở nhà mình chứ? Nó không có bố mẹ sao? Cháu có chút dáng vẻ của bậc trưởng bối không vậy? Cháu Tổ mẫu Ma Tiết, đi. Tổ mẫu đến đây, bảo bối. Khang Khang sợ. Lão gia, nhị lão gia tới rồi. Hạo Nhiên tới rồi. Nào nào, ngồi vào bên trong. Anh cả, anh không khỏe sao? Đã tan làm rồi, còn coi mình là bác sĩ sao? Em không nghĩ được cái gì khác sao? Em làm gì có thời gian suy nghĩ cái khác? Anh tìm em có việc gì không? Là thế này, anh chuẩn bị cắt giảm Tô Vũ Hàm, đuổi việc cô ấy. Vũ Hàm làm gì sai sao? Trong lòng cô ta biết rõ. Có phải Vũ Hàm mạo phạm anh chỗ nào không? Nếu thật sự thế, em sẽ dạy bảo cô ấy. Chuyện này không đơn giản như em nghĩ. Anh cả, anh có thành kiến quá sâu với cô ấy. Lần trước níu kéo cô ấy, bây giờ lại bảo cô ấy đi. Anh bảo em mở miệng như thế nào? Anh nể mặt em là em trai của anh, nên mới nói cho em trước. Nếu như em không tiện nói thì để cho anh nói. Có thể cho em lý do đuổi việc được không? Tô Vũ Hàm và Phương Tuấn Kiệt liên thủ, ý muốn đạp đổ Đại La. Không thể nào. Làm sao Vũ Hàm muốn đạp đổ Đại La? Như thế thì có lợi gì với cô ấy? Anh phải hỏi em đó. Nó là vợ em, lại bị người đàn ông khác dắt mũi đi. Em còn bị lừa. Vũ Hàm và Phương Tuấn Kiệt là bạn bè cũ, lại là họ hàng, hoặc là bọn họ hay liên lạc, nhưng không thể chứng minh bọn họ muốn đạp đổ Đại La. Không có lửa làm sao có khói. Chuyện này anh đã nhịn lâu lắm rồi. Từ trước tới nay Vũ Hàm đều biết chừng mực. Chắc chắn có người ác ý muốn làm tổn thương cô ấy. Em còn chấp mê bất ngộ, tới khi mọc sừng rồi thì hối hận cũng không kịp. Anh là anh trai em không muốn cãi nhau với anh, nhưng mong anh tôn trọng Vũ Hàm giống như em tôn trọng chị dâu. Em nói gì? Nếu như gọi em tới để nói những điều này, vậy xin lỗi, em không có hứng thú. Hạo Nhiên, còn nữa, em cũng không nói với Vũ Hàm đâu. Hạo Nhiên, em quay lại cho anh. Ăn cơm. Tôi không ăn, đem đi. Ăn chút gì đi. Nếu như chết đói thì lại có người đau lòng. Kẻ nào? Làm gì mà nói nhiều thế? Thích ăn thì ăn, không thì thôi. Chút nữa thì lộ rồi. Nếu để người phụ nữ đó phát hiện, không lấy được tiền thì lỗ to rồi, biết chưa? Dân, đi. Bọn chúng nhìn thấy báo ngày hôm nay, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Đừng có việc gì. Đừng có chuyện gì. Tôi nói rồi, đối phương nhắm vào Phương Tuấn Kiệt cậu, không làm gì quá với Vũ Hàm đâu. Nếu thật sự Vũ Hàm bị làm sao thì không cần chờ tới bây giờ. Sao bây giờ vẫn chưa có ai gọi chứ? Lúc nào rồi?
Sắp 8 giờ rồi, chắc nhìn thấy báo rồi. Nhất định đừng có việc gì, anh đừng quá lo lắng. Chuyện này làm không tồi, tôi sẽ báo với cấp trên, sẽ trọng thưởng cậu. Muốn cái gì? Điều là cô có phương án lãnh đạo, tôi không dám thưởng gì. Có điều muốn Tô Vũ đồng tình thì cần có chút tiền. Không phải đầu tư tiền rồi sao? Anh chắc chắn có thể thu về không? Một khi xưởng mì đại phát khởi động lại, sản xuất ra mì, toàn bộ cung cấp cho hoàng quân, lấy sản lượng của xưởng bột mì đại phát, chắc chắn có thể cho hoàng quân sự hỗ trợ lớn nhất. Tìm được máy móc nhập khẩu chưa? Tôi điều tra xong mới biết, lúc đó Tiêu Kiếm bán luôn máy móc đó của đại phát, không biết tại sao lại mua trở lại, giấu ở một kho bí mật. Thể thời cơ chín mùi, tôi sẽ làm lộ thông tin này, để người của Tô gia tìm được máy móc. Làm theo như cậu nói. Bên phía Tiêu Kiếm, cậu định xử như thế nào? Người tự cho mình là đúng, diệt tận gốc. La Hạo Đông tôi không phải người dễ bị dọa. Chuyện này con làm rất tốt. Vậy có thể thả người chưa? Sao thế? Cậu sợ Tô Vũ Hàm đó bị đông hay bị đói? Không phải, lời đã nói ra rồi. Nếu không làm, con sợ Phương Tuấn Kiệt tới khi đó sẽ làm ra chuyện gì. Chúng ta phải đề phòng. Được rồi, làm theo ý của con đi. Thông báo cho Phương Tuấn Kiệt đi. Cảm ơn bố nuôi. Bây giờ con làm ngay. Đợi chút, bố nuôi còn gì dặn dò không? Thuận tiện gọi cho em trai tôi. Đã rõ. Tuấn Kiệt, định đi đâu thế? Có thể thả người rồi, cậu qua đi. Chỗ nào? Chỗ cũ. Tuấn Kiệt, tôi đi với cậu. Không cần, cảm ơn. Tuấn Kiệt, cẩn thận nha. Nói bệnh nhân vừa nãy bảo anh ta thay thuốc hai lần một ngày, nhất định phải giữ miệng vết thương khô ráo. Sau một tuần tới bệnh viện khám lại. Dân, em biết rồi. Bác sĩ La, Lễ Tân Bảo có điện thoại của anh. Alo, tôi là Hạo Nhiên. Muốn gặp Tô Vũ Hàm. Lập tức tới xưởng bỏ quan ở khu ngoại thành. Ở đó có người cần gặp. Còn có người anh không muốn gặp. Anh là ai? Alo, tìm ai? Tôi là Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, có việc gì không? Có tin của Vũ Hàm rồi. Cái gì? Có tin của Vũ Hàm rồi. Mau nói cho bà, bây giờ tôi đi đón Vũ Hàm. Bà nội không có ở đây. Đón ở đâu? Tôi đi với anh. Ở xưởng bảo quan khu ngoại thành. Được, tôi qua ngay. Được, chút nữa gặp. Vũ Hàm. Vũ Hàm, không sao rồi. Đừng sợ, không sao rồi. Đã qua rồi, không sao rồi.
không sao. Đừng sợ, đã qua rồi, không sao. Em tưởng cả đời này không thể gặp được Khang Khang nữa rồi, không thể gặp được mọi người nữa. Không sao, em yên tâm đi, có anh ở đây, không ai có thể làm em bị thương đâu. Tuấn Kiệt, em sợ nếu em thật sự chết rồi, em không thể gặp được Khang Khang nữa. Có một số việc em cần phải nói cho anh biết. Không nói cái này, chúng ta ra khỏi đây đã rồi nói. Đi thôi nào, cẩn thận chút. Có nghiêm trọng không? Không sao. Đi. Hạo Nhiên, chắc là ở đây sao? Người gọi điện nói là ở đây. Không sai. Hiểu Hàm, có sao không? Không sao. Không sao là tốt. Không sao là tốt. Tuấn Kiệt, cảm ơn anh đã cứu Vũ Hàm. Không sao, điều nên làm thôi. Chúng ta đi thôi. Em đã gả đi rồi, tại sao không tha cho tôi? Không tha cho Tuấn Kiệt chứ? Lúc đầu là do em tự mình từ bỏ. Tại sao không tha cho hôn nhân của tôi? Vũ Đồng, chị nghe em nói. Cô không cần nói. Hai người đều giống nhau, đều khẩu xà tâm Phật, là một ruột. Cô thấy có lỗi với tôi không? Có lỗi với Hạo Nhiên không? Em đừng nói nữa. Về đã. Anh nói rõ cho em đi. Anh chẳng có gì phải nói rõ. Phương Tuấn Kiệt, anh đứng lại đó cho em. Đứng lại. Đại thiếu gia. Đại thiếu gia. Đại thiếu gia. Cậu ơi. Cậu, lão phu nhân, đại thiếu gia không ở bên trong. Chắc chắn cậu ra ngoài chơi rồi. Đại thiếu gia không đi chơi, mà là đi làm. Nó không phải nói buổi tối sẽ tới đây giúp đỡ hay sao? Chắc chắn là sống ở đây rồi. Lão phu nhân, canh này phải làm sao? Chúng ta về trước đi. Chút nữa bà đi lần nữa. Vâng. Đi. Phương Tuấn Kiệt, anh nói rõ đi. Em không phải đứa trẻ 3 tuổi nữa. Anh đừng dùng lý do bị bắt cóc để lừa em. Khi Vũ Hàm bị bắt cóc, lỡ cùng với Chí Vĩ, chờ Chí Vĩ về là có thể chứng minh anh nói có phải là thật hay không. Được, cứ cho anh nói là thật đi. Nhưng Vũ Hàm là em gái của em, em lo cho nó cũng là điều nên làm. Anh không nói với em, anh có sao không thế? Sức khỏe em không tốt, một khi bị đả kích sẽ phát bệnh. Anh nói với em được sao? Anh bớt cái bệnh của em làm cái cớ đi. Anh sợ với hai bọn anh có bí mật gì em không biết đúng không? Em vô lý quá rồi đó. Cũng là do anh ép mà. Hành vi của anh bảo em phải nghĩ như thế nào? Đó là suy nghĩ linh tinh. Anh và Vũ Hàm thật sự không có gì hết. Bọn anh chỉ muốn giúp Yến Nhi đòi lại công bằng, là thật đó. Nói thì đứng đắn lắm, nhưng em nghĩ bọn anh muốn mượn chuyện của Yến Nhi có tư tình riêng. Em nói cái gì thế? Vũ Hàm là vợ của Hạo Nhiên. Em nói thế không những sỉ nhục bản thân, mà còn sỉ nhục cả Hạo Nhiên. Em không độ lượng như hắn. Vợ của mình lôi lôi kéo với người đàn ông khác, lại còn giả vờ không xảy ra chuyện gì. Em nói vậy mới vui đúng không? Em nói thật sai chỗ nào chứ? Em cứng đầu cứng miệng, vậy tùy em. Sau này anh sẽ không nói nữa. Em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Rõ ràng anh là người sai, anh còn mạnh miệng. Phương Tuấn Kiệt, anh bắt nạt người khác quá đấy. Sao có thể đối xử với mình như thế? Sao có thể?
Em cả ngày không ăn gì rồi, chắc là đói lắm. Lúc em đi rửa mặt, anh nấu cho em một bát mì. Hậu Nhiên, cảm ơn anh. Đừng nói nữa, nhưng lúc còn nóng ăn đi. Lẽ nào anh không muốn biết tối qua xảy ra chuyện gì sao? Ăn đi, không cần giải thích đâu. Anh không biết em và Tuấn Kiệt tại sao ở cùng nhau sao? Anh tin em. Vấn đề là em nói với anh như nào? Hôm qua bị người ta bắt cóc. Cái gì? Bị người ta bắt cóc? Để anh nghe. Bà nội, bà tìm Vũ Hàm sao? Đợi chút. Bà nội, cái gì? Chí bị mất tích rồi sao? Bà già má tiếc, tôi quán cơm nhà Yến Nhi để tìm. Không có, ngay cả cửa quán cũng khóa rồi. Con nói xem Chí Vị đã đi đâu được chứ? Chí Vị chắc là tâm trạng không tốt, ra ngoài giải sầu. Bà nội, bà đừng lo, cháu ra ngoài tìm. Cháu bảo nó về sớm nhé, đừng để nội lo. Vâng, bà đừng lo nhé, cháu cúp nhé. Anh ấy bị thương nặng như thế, con sợ anh ấy không sống nổi. Con cầu xin Bồ Tát bảo vệ anh ấy. Lúc đó con sợ anh ấy trở thành tàn phế, cả đường cùng anh ấy làm hồi phục. Con đối xử hết lòng với anh ấy, giống như con tưởng anh ấy bị con làm cho cảm động. Con thật lòng thật dạ yêu anh ấy. Không ngờ con vẫn không so được với Vũ Hàm kia. Mẹ từng cảnh cáo con, nhưng con không nghe. Bây giờ con biết rồi chứ? Khóc khóc, con chỉ có biết khóc thôi. Con biết làm gì không? Con khó chịu. Mẹ bảo con phải làm sao? Muốn người khác coi trọng con thì con phải coi trọng bản thân của mình trước. Nghe mẹ khuyên, rời khỏi nó đi, đừng sống cùng nó nữa. Con không làm được, con không rời khỏi anh ấy được. Mẹ, con thật sự rất yêu anh ấy. Con cứ chấp mê bất ngộ như thế, con bảo mẹ phải làm sao? Con làm sao đây? Con phải làm sao đây? Không khóc, không khóc nữa. Chuyện gì thế? Sao lại khóc? Chuyện gì? Còn không phải vì cô em dâu của anh. Anh đi nói cho Hạo Nhiên biết, bảo nó quản vợ của nó, đừng để nó đi câu dẫn anh rể nữa. Nếu như hôn nhân chủ động xảy ra chuyện gì, Hạo Nhiên chính là đồng bọn. Liên quan gì tới Hạo Nhiên? Con phải tự mình tìm cách quản chồng mình cho tốt. Có người bằng lòng làm tên khốn, người nghèo cũng không có gì để nói đâu. Ai là tên khốn? Bà nói cho rõ ràng. Mẹ, con về trước đây. Con không cần đi. Hôm nay mẹ làm chủ cho con. Nếu anh không muốn tổ tiên nhà họ La mất mặt, thì mau chóng gọi điện tới bệnh viện, cảnh cáo người em trai vô dụng của anh. Chuyện của Hạo Nhiên tôi tự có chừng mực, không cần cô nói nhiều. Sao tôi không thể nói? Nếu không phải nó bảo vệ Vũ Hàm, thì Vũ Hàm cũng không quá phận như thế. Anh xem Vũ Đồng đau lòng, suýt nữa tìm tới cái chết. Cô chỉ trích em trai tôi thì tự sờ gái của mình đi. Cô xem cô dạy ra hai đứa con. Bớt ở đây giả vờ với tôi đi. Anh không phải cũng đã nghi ngờ Vũ Hàm không trung thủy với Hậu Nhiên sao? Muốn ép nó từ trước sau. Anh cả, đến cũng đúng lúc lắm. Anh không nói, tôi thay anh nói. Hạo Nhiên, cậu thương vợ là việc của cậu, người khác không quản được. Nhưng làm tan nát gia đình của người khác thì sẽ gặp báo ứng đó. Chị dâu, lời chị nói có chứng cứ không?
Bằng không, phá hoại danh tiếng của Vũ Hàm. Danh tiếng? Cô ta còn có danh tiếng sao? Từ nhỏ tới lớn, cô ta chỉ biết tranh giành. Cô ta tranh giành hết những thứ thuộc về Vũ Đồng, chỉ còn lại một người chồng, nó cũng không tha. Dù tôi gọi bà một tiếng mẹ hai hay là chị dâu, tôi đều tôn trọng bà là trưởng bối. Nên hôm nay những lời bà nói, tôi nhịn. Nhưng nếu từ nay về sau, bà còn ăn nói ác ý, không phân biệt đúng sai, tôi tuyệt đối không nhịn nữa. Cô muốn thế nào? Tôi nói thật cho cô, chỉ cần cướp chồng của người khác, nhất định sẽ không có kết quả tốt. Trước khi đấu với tôi, hãy nghĩ cho kỹ, mẹ cô chết như thế nào? Mẹ tôi chết như thế nào? Mẹ tôi là bị hại chết.